chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Tổng thống Vladimir Putin cho biết tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng rằng Nga đã hiện đại hóa gần như toàn bộ kho vũ khí hạt nhân chiến lược và đặt lực lượng chiến lược của mình ở mức sẵn sàng cao nhất. Theo Bloomberg, ông Putin nói, Vai trò của bộ ba hạt nhân trên không, trên biển và trên bộ của Nga trong việc đảm bảo cân bằng quyền lực đã tăng lên đáng kể khi những rủi ro quân sự, chính trị mới xuất hiện. Nhà lãnh đạo này cho hay tỷ lệ vũ khí hiện đại trong lực lượng hạt nhân của Nga đã được nâng lên 95% và trong lực lượng hải quân là gần 100%. Trong bài phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không có ý định thay đổi mục tiêu đã đặt ra cho mình khi quyết định tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine. Mô tả lợi thế hiện nay của quân đội Nga, người đứng đầu Kremlin nói, về cơ bản, chúng ta đã làm những gì được cho là cần thiết, những gì chúng ta muốn. Bất cứ nơi nào, các chỉ huy quyết định phòng thủ tích cực là tốt nhất thì nó sẽ diễn ra và ở những nơi cần thiết, chúng ta cải thiện vị trí của mình. Trong một diễn biến khác, theo hãng tin RT, tổng thống Vladimir Putin đã lần đầu tiên tới thăm vùng cực đông Chukotka của Nga, nằm giáp với bang Alaska của Mỹ. Trong chuyến thăm này, ông Putin nhấn mạnh khu vực Chukotka đóng vai trò then chốt không chỉ đối với Nga mà còn đối với cả thế giới, bởi đây là một phần của tuyến đường biển phía bắc tạo ra con đường ngắn nhất từ Đông Á đến Tây Âu thông qua Bắc Cực. Nhà lãnh đạo Nga cho biết chuyến thăm đã giúp ông hiểu rõ hơn về những điều kiện khắc nghiệt mà người dân ở Chukotka phải đối mặt. Đặc biệt, Chukotka là một trong những khu vực khó tiếp cận nhất ở Nga. Khoảng cách giữa Moscow và Anadyr là gần 6.200 km và phải mất 8 tiếng bay. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga đã cho cả thế giới thấy khả năng tự chủ về mọi mặt. Ông Putin nói, chúng ta đã chứng minh Nga là một quốc gia tự chủ về mọi mặt, chúng ta đang tiến lên mạnh mẽ và tự tin hướng tới tương lai, đây là điều quan trọng nhất ngay cả các nền kinh tế hàng đầu của EU cũng đang trải qua thời kỳ khó khăn. Chúng ta vẫn tăng trưởng, còn họ thì suy thoái. Hóa ra EU phụ thuộc vào Nga hơn là Nga cần họ. Trước đó, Tổng thống Putin đã hứa sẽ biến Nga thành một cường quốc có khả năng tự chủ nhằm đối phó những áp lực từ phương Tây. Trong bài phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại đại hội của Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, "Chúng ta phải nhớ, không bao giờ quên và nói với con cháu mình rằng, Nga sẽ là một quốc gia có chủ quyền, tự chủ hoặc không tồn tại." chúng ta sẽ chỉ tự mình đưa ra quyết định mà không cần đến những ý kiến từ bên ngoài. Ông nói trong tiếng vỗ tay của các thành viên đảng nước Nga thống nhất. Nga không thể giống như một quốc gia từ bỏ chủ quyền chỉ vì một ít xúc xích và trở thành vệ tinh cho ai đó. Ông cáo buộc phương Tây muốn gieo rắc rắc rối trong nội bộ nước Nga, song nhấn mạnh những chiến thuật như vậy sẽ không thể phát huy hiệu quả. Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Putin công bố ý định tranh cử. Ông đã bốn lần đắc cử Tổng thống vào các năm 2000, 2004, 2012 và 2018. Năm 2024 sẽ là kỳ bầu cử tổng thống thứ ba liên tiếp có ông Putin góp mặt trong danh sách ứng viên. Nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu của Nga đến nay đã tỏ ra kiên cường hơn những gì phương Tây dự đoán, khi nước này phải hứng nhiều đòn trừng phạt mạnh tay vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chỉ riêng Liên minh châu Âu EU đã triển khai 11 gói trừng phạt nhằm vào Nga và đang xem xét vòng trừng phạt tiếp theo. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ tập đoàn đóng tàu thống nhất USC của Nga hôm thứ Tư ngày 10 tháng 1 cho biết, Akutu có thể mang theo vũ khí chiến lược và nhiều loại phương tiện không người lái dưới nước khác nhau. Nguồn tin tiết lộ, cấu trúc của Akutu cũng sẽ thay đổi. Tàu ngầm sẽ có lượng giãn nước nhỏ hơn 20% so với các tàu ngầm chiến lược hiện tại. Tàu ngầm mới dài 134m, rộng 15,7m, thủy thủ đoàn gồm gần 100 người. Akutu là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới, hiện đang được Cục Thiết kế Kỹ thuật Hàng hải Trung ương Rubin của Nga thiết kế chế tạo. Khái niệm về con tàu được tiết lộ lần đầu tiên tại diễn đàn Army 2022. Theo kế hoạch, chiếc tàu ngầm đầu tiên của lớp Akutu sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào nửa cuối thế kỷ 21. Theo thông tin từ nhà sản xuất cung cấp, thiết kế của Akutu có thân ngoài góc cạnh giúp nó có khả năng tàng hình siêu cao. Tàu ngầm sẽ có 12 ống phóng có thể chứa tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, một trong các ống có hệ thống phóng và thu hồi phương tiện không người lái dưới nước UUV. Trước đó, hồi tháng 12, Nga đã hạ thủy hai tàu ngầm hạt nhân Karatnoya và hoàng đế Alexander III. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến dự buổi lễ hạ thủy. Ông có lời khẳng định cả hai tàu sẽ sớm nhận nhiệm vụ ở Thái Bình Dương và chúng là một phần của hai loạt tàu ngầm riêng biệt đang được Nga triển khai. Tổng thống Putin tuyên bố, chúng ta sẽ củng cố năng lực sẵn sàng tác chiến cũng như sức mạnh của Hải quân Nga ở Bắc Cực, Viễn Đông, Biển Đen, Biển Baltic và Biển Caspian, những khu vực chiến lược quan trọng nhất của các đại dương trên thế giới. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, tàu ngầm hoàng đế Alexander III đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa Bulava. Karatnoya thuộc lớp tàu ngầm đa năng Yasen, mang tên lửa tầm xa được Tổng thống Putin mô tả là có thể tấn công chính xác cả mục tiêu trên biển lẫn trên bộ. Ông cho biết Nga đang chế tạo 5 tàu ngầm khác thuộc lớp Yasen. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói, xét đến bản chất của các mối đe dọa quân sự và rủi ro quân sự chính trị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang Nga trong thời gian tới là duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ ba hạt nhân ở mức cao nhất đảm bảo sự cân bằng chiến lược trên thế giới. Bộ trưởng quốc phòng nga cũng nhấn mạnh, lục quân và hải quân sẽ tiếp tục được trang bị những loại vũ khí hiện đại nhất, bao gồm cả những loại vũ khí dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo và các nguyên lý vật lý mới. Ngoài ra, nga sẽ tập trung cải thiện hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống phòng không, tăng hiệu quả sử dụng các phương tiện trinh sát hiện đại. Bộ trưởng Sergei Shoigu khẳng định, thời gian tới bộ quốc phòng nga sẽ tập trung vào việc cung cấp toàn diện cho quân đội tham gia kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong một bản báo cáo cập nhật hôm 9 tháng 1, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết, một số người Nga đã kêu gọi thiết lập vùng đệm dài khoảng 15 km dọc biên giới với Ukraine sau khi người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cam kết làm mọi cách để bảo vệ khu vực Belgorod khỏi các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Theo tờ Business Insider, Belgorod đã phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn công xuyên biên giới, nhưng chính quyền Nga cho đến nay vẫn chưa công bố kế hoạch bảo vệ khu vực này. Ben-Gorod cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 25 km. Khu vực này thường xuyên trở thành mục tiêu pháo kích hoặc tập kích bằng UAV, được cho là có liên quan đến Ukraine kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Mới đây nhất, hôm 30 tháng 12, một vụ tập kích vào Ben-Gorod đã khiến hơn 20 người thiệt mạng. Sau vụ việc này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ tăng cường tấn công các mục tiêu ở Ukraine. ISVK dẫn các nguồn tin từ Nga cho hay, một số người Nga đang nhắc lại lời kêu gọi tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Kharkov để tạo ra một vùng đệm. Một tài khoản Telegram của Nga được ISVK trích dẫn cho rằng biên giới với Ukraine phải được nới ra đáng kể, trong khi một tài khoản khác nhấn mạnh cần có một khu vực cấm rộng khoảng 15 km sâu bên trong Kharkov để ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine. Tuy nhiên, ISVK nhận định rằng việc Nga xây dựng một vùng đệm như vậy ở khu vực biên giới với Ukraine dài cả ngàn cây số có thể sẽ thất bại. Việc này đòi hỏi một lực lượng được trang bị nhiều hơn nữa và tốt hơn đáng kể so với lực lượng mà Nga đang bố trí dọc chiến tuyến với Ukraine. Trong một diễn biến có liên quan, Nga thông báo đã bắn hạ 10 quả đạn pháo phản lực Vampire của Ukraine nhằm vào thành phố Belgorod, thêm rằng 3 người bị thương trong đợt tập kích. Âm um, mưu tấn công mục tiêu tại Nga do chính quyền Ukraine tiến hành đã bị ngăn chặn trên bầu trời tỉnh Belgorod tối ngày 8 tháng 1. Lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn 10 rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực RM-70 Vampire của đối phương, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tỉnh trưởng Bengorod Vyacheslav Gladkov nói rằng ba người bị thương trong đợt tập kích và các cơ quan khẩn cấp đang làm rõ thông tin về hậu quả của sự việc. Video đang trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ trên bầu trời Bengorod khi tên lửa phòng không của Nga đánh chặn mục tiêu. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Thưa quý vị, theo một cuộc thăm dò, sự ủng hộ ở Ukraine dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky vào cuối năm 2023 đã thấp hơn so với một năm trước đó trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Cuộc khảo sát của Viện Xã hội Học Quốc tế Kiev KIES cho thấy, xã hội Ukraine vẫn ủng hộ giới lãnh đạo và quân đội nước này, nhưng tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Zelensky đã giảm từ 84% vào cuối năm 2022 xuống còn 62% vào cuối năm ngoái, Cuộc thăm dò ý kiến với 1.031 người trưởng thành trên khắp đất nước diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 và có sai số 3,4%. Khảo sát cũng cho thấy 18% người Ukraine không tin tưởng vào ông Zelensky so với chỉ 5% không tin tưởng ông vào năm 2022. Trong khi đó, 96% số người được hỏi ủng hộ lực lượng vũ trang Ukraine và 88% tin tưởng Tổng tư lệnh Ukraine Valery Zaludny, người đã bình luận với The Economist vào tháng 11 rằng cuộc chiến đã đi đến bế tắc đã bị Zelensky bác bỏ trong bối cảnh có báo cáo về căng thẳng giữa hai người. Cuộc thăm dò diễn ra trong bối cảnh có nhiều thông tin về bất hòa giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny. Bất hòa bắt đầu từ một bài phỏng vấn được xuất bản trên tờ Economist vào tháng 11 năm 2023. Trong đó, vị tướng này mô tả tình hình chiến sự ở Ukraine đang bế tắc. Các thành viên trong văn phòng của Tổng thống Zelensky công khai không đồng tình với các bình luận và chỉ trích tướng Zaluzny. Điều này làm dấy lên suy đoán rằng Tổng thống và tướng Zaluzny đang cơm không lành, canh không ngọt. Ông Anton Hrushevsky, giám đốc điều hành của KIIS, lưu ý rằng 59% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng cả tướng Zaluzny và Tổng thống Zelensky, điều mà ông cho rằng đại diện cho đòi hỏi đoàn kết giữa những người Ukraine. Niềm tin chung vào chính phủ Ukraine giảm từ 52% xuống 26%, trong khi sự ngờ vực tăng từ 19% lên 44%, KIIS kết luận rằng so với tháng 12 năm 2022, những lời chỉ trích đối với chính quyền ngày càng tăng. Trong khi đó, vừa qua... Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn tiếp tục đôn đáo với các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho quốc gia Đông Âu này trong cuộc xung đột sắp tròn 2 năm với Nga. Tổng thống Zelensky đã bất ngờ đến Litva, mở đầu chuyến thăm các quốc gia vùng Baltic nhằm thảo luận việc gia nhập EU, NATO và các tài trợ cho Kiev. Ngoài ra trước đó, hãng tin Ukraine Forum cho hay, ông Zelensky có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrei Duda để thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có nhu cầu chính của lực lượng vũ trang Ukraine. Ba ngọn đồi nằm giữa các thị trấn Roboti và Novo Prokopivka ở phía Tây và Stepove ở phía Đông đã chi phối tiền tuyến Zaporizhia phía Nam Ukraine. Các trung đoàn của Nga đã kiểm soát đồi 161, 162 và 166 kể từ giai đoạn đầu trong kế hoạch quân sự ở Ukraine. Việc kiểm soát các khu đất cao này đã giúp các lực lượng của Nga ngăn chặn cuộc phản công năm 2023 của Ukraine vào tháng 10. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cuộc giao tranh giành ba ngọn đồi trên ở phía đông nam Roboti đã kết thúc. Nhà phân tích Tom Copper cho hay, vừa qua, đơn vị mạnh nhất lực lượng tấn công trên không của Ukraine, lữ đoàn 82 đã phản công quanh các ngọn đồi này. Lữ đoàn trên đã giành được một số vùng đất Nga kiểm soát, chen vào giữa hệ thống chiến hào của Nga, nối đồi 161, 162 và 166. Cuộc giao tranh đang diễn ra là một lát cắt nhỏ của giai đoạn xung đột mới. Trong xung đột tiêu hao, khi không bên nào giành lợi thế quyết định, cả hai đều sẽ cố gắng làm suy yếu đối phương. Ông Copper nói, Tôi không hiểu lực lượng vũ trang Ukraine có thể xuyên qua đồi 169, 166 và 162 cũng như VBV như thế nào. Trên thực tế, quân đội Ukraine dẫn đầu là lữ đoàn 82 cũng như các lữ đoàn cơ giới số 33, 47 và 116 đã dừng lại gần ngọn đồi. Bị tấn công và mệt mỏi sau một giai đoạn chiến đấu, các lữ đoàn cơ giới đã được rút về nghỉ ngơi. Thay vào đó, lữ đoàn 47 và 116 vào tháng 10 và tháng 11 đã tái triển khai tới Adipka ở phía đông Ukraine để đối phó với cuộc tấn công mùa đông hàng năm của Nga quanh thành phố này. Nga cũng tấn công vào Roboty nhằm xóa sổ những thành quả vào mùa hè của Ukraine. Để đáp trả, Lữ đoàn 82 của Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, Striker do Mỹ sản xuất và Challenger 2 do Anh sản xuất, với sự hỗ trợ của pháo và UAV chia cắt đồi 161, 162 và 166, cũng như chiếm giữ một đoạn chiến hào của Nga. Theo Force, các lực lượng của Nga tấn công nhiều khu vực, nhưng chỉ đạt được thành quả đáng kể ở một phần nhỏ của tiền tuyến phía bắc Bakhmut. -Bắc Tại những nơi khác, Moscow vấp phải phòng tuyến vững chắc hoặc đối mặt với các cuộc phản công của Ukraine. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh lực lượng Nga sử dụng súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Sonsepec tấn công vào mục tiêu của Ukraine ở vùng Zaporizhia. Theo video, các đội pháo binh TOS-2 Sonsepec của Nga hoạt động trong khu vực hoạt động đặc biệt, di chuyển đến địa điểm triển khai, nạp đạn nhiệt áp hạng nặng và bắn vào mục tiêu Ukraine hiện diện gần khu định cư vboV ở vùng Zaporizhia. Cảnh quay từ camera về đòn tấn công từ súng phun lửa TOS 2 Solsep cho thấy nhiều viên đạn bắn trúng mục tiêu, tạo ra những quả cầu lửa và khói khổng lồ bay lên trong bầu trời đêm. So với hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS 1, TOS 2 nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Cabin được bọc thép và động cơ mạnh hơn, cho phép đạt tốc độ lên tới 100 km/h. Một bệ phóng được lắp ở phía sau và tầm bắn của tên lửa cũng được tăng lên 15 km so với 3 km ở các phiên bản cũ. TOS 2 về cơ bản là hệ thống tên lửa bắn đạn nhiệt áp TOS 2 có các đặc tính kỹ thuật và chiến thuật được cải tiến hơn so với các bản tiền nhiệm TOS 1 và TOS 1A Sunspec. Nếu TOS 1 và bản kế nhiệm TOS 1A Sunspec được lắp đặt trên khung gầm xe tăng bánh xích T-72, thì TOS 2 được đặt trên khung gầm xe bọc thép chạy mọi địa hình Uran. TOS 2 được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, giúp tăng đáng kể độ chính xác khi bắn. Vũ khí có khả năng phòng vệ nhất định trước vũ khí có độ chính xác cao của đối phương. TOS 2 cũng không cần đến phương tiện nạp đạn đặc biệt vì hệ thống có cần cầu nạp đạn tích hợp. Trước những cuộc tấn công dồn dập của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bắt đầu chuyến công du bất ngờ tới các nước vùng Baltic, gồm Litva, Latvia và Estonia. Trong chuyến đi lần này, Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ ngăn chặn sự mệt mỏi vì chiến tranh giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine, đảm bảo sẽ nhận được thêm viện trợ tài chính và quân sự, đồng thời thảo luận về nỗ lực gia nhập NATO và Liên minh châu Âu của Kiev. Phát biểu trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva, Gitanas Nauseda, tại thủ đô Vinius của Litva, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong viện trợ của phương Tây dành cho Kyiv chỉ làm tăng thêm sức mạnh của Nga. Ông Zelensky đưa ra cảnh báo này trong bối cảnh các nước phương Tây khác đang dao động trong việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Cũng trong cuộc họp báo trên, tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine hiện thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không hiện đại, thứ mà nước này rất cần để bảo vệ công dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Nga. Thưa quý vị, Ukraine đã tấn công vào hệ thống phòng thủ của Nga vào đợt hè năm 2023 nhưng đã thất bại. Kế hoạch này diễn ra muộn hơn so với dự tính và theo đánh giá của Mỹ thì đây là một cách tiếp cận đối phương mạo hiểm và đầy thách thức. Trong khi đó, một nước châu Âu bất ngờ điều hàng trăm binh sĩ tới sát biên giới Nga khiến Moscow có phản ứng. Mùa hè năm 2023, lực lượng Ukraine đã tấn công mạnh vào hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga ở miền nam Ukraine và cuối cùng cuộc phản công đã thất bại một cuốn sách mới xuất bản cho biết do không thể thuyết phục Mỹ sớm hơn, chiến dịch phản công tại một khu vực quan trọng ở miền nam Ukraine diễn ra muộn hơn một năm so với thời điểm vị tướng hàng đầu Ukraine muốn thực hiện điều đó. Theo cuốn sách mới ra mắt Our Enemies Will Vanish, tạm dịch kẻ thù của chúng ta sẽ biến mất của Yaroslav Trofimov, phóng viên phụ trách đối ngoại của tờ Wall Street Journal, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã muốn thực hiện cuộc phản công mà một số nhà quan sát đánh giá đầy táo bạo và rủi ro vào năm 2022. Đó là kế hoạch tấn công qua các khu vực của Zaporizhia và các đất cầu cạn để cô lập lực lượng Nga ở Crimea. Trong các cuộc thảo luận với các đối tác phương Tây về kế hoạch phản công vào năm 2022, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Zaluzhny đều ủng hộ việc tấn công theo hướng biển Azov qua khu vực Zaporizhia. Vào thời điểm đó, Nga chưa xây dựng các bãi mìn và công sự rộng lớn để có thể ngăn cản cuộc phản công của Ukraine như năm 2023. Theo tác giả Trofimov, cách tiếp cận của Ukraine như vậy vẫn là một thách thức khó khăn và là một canh bạc. Cuộc tấn công không chỉ cần sâu mà còn phải đủ rộng để ngăn chặn quân Nga phản công và đe dọa hai bên sườn của lực lượng Ukraine đang tiến công. Khi kế hoạch diễn ra, Ukraine vẫn chưa thể hiện được sức mạnh tấn công nào và các quan chức Mỹ tỏ ra cảnh giác. Có những lo ngại rằng việc đưa quân từ Berdyansk tới Melitopol và xuống biển Azov có thể tạo ra những điểm yếu, đặc biệt là do không chắc chắn về việc liệu các lữ đoàn của Ukraine có thể phối hợp để tấn công hiệu quả hay không. Thay vì ủng hộ mục tiêu mà Ukraine mong muốn, Mỹ đã hối thúc Ukraine tập trung vào mục tiêu khác cho cuộc phản công ở miền Nam, Kherson. Đó được coi là một lựa chọn ít mạo hiểm hơn. Ukraine cuối cùng đã phát động một cuộc phản công ở Zaporizhia với hy vọng chia cắt biển Azov vào mùa thu năm 2023, muộn hơn một năm so với kế hoạch của tướng Zaluzhny, vài tháng sau khi cuộc phản công thứ hai của Ukraine bắt đầu và lần này Nga đã chuẩn bị kỹ càng hơn. Nỗ lực với quy mô lớn của Ukraine nhằm chiếm lại lãnh thổ và gây tổn thất chiến lược cho người Nga có sự tham gia của các đơn vị được huấn luyện về chiến thuật của NATO, được trang bị xe bọc thép và xe tăng phương Tây. Nhưng cuộc phản công vấp phải những vấn đề lớn, đặc biệt là hệ thống phòng thủ được củng cố của Nga với địa lôi, chiến hào chống tăng và các chướng ngại vật chết người khác. Trong phần bình luận về kế hoạch phản công năm 2022 của Ukraine, Cuốn sách của Trofimov có nhắc đến một yếu tố của cuộc xung đột đã bị chỉ trích rất nhiều, việc các đối tác phương Tây của Ukraine do dự trong việc cam kết thực hiện những kế hoạch táo bạo và cung cấp vũ khí mạnh mẽ đã phải trả cái giá rất đắt. Trong khi đó, Thụy Điển, quốc gia đang chờ đợi để được gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã cam kết cử các đơn vị chiến đấu trên bộ tham gia hoạt động triển khai quân của liên minh này dọc biên giới nga. Nhật báo Thụy Điển Dagens Nyheter dẫn nguồn tin giấu tên cho biết. Lực lượng này sẽ bao gồm khoảng 800 binh sĩ được hỗ trợ bằng xe bọc thép. Trước đó, Tư lệnh Lục quân Thụy Điển Johnny Linfors nói với The Dagens Nyheter rằng tiểu đoàn của Thụy Điển có thể được triển khai tới Latvia vào đầu năm 2025. Lực lượng Thụy Điển sẽ gia nhập vào nhóm chiến đấu cỡ tiểu đoàn do Canada dẫn đầu đang đóng quân tại Latvia trong khuôn khổ sáng kiến tăng cường hiện diện tiền tuyến (EFP) của NATO. Đây là một trong tổng số 4 nhóm chiến đấu tương tự được triển khai tại các quốc gia Estonia, Latvia Litva và Ba Lan. Mục đích là tạo thành tuyến phòng thủ đầu tiên, chống lại bất cứ hành động quân sự nào từ Nga nhằm vào các quốc gia Baltic. Nhóm chiến đấu do Canada dẫn đầu hiện bao gồm các lực lượng đến từ Albania, Canada, Cộng hòa Séc, Iceland, Ý, Montenegro, Ba Lan, Slovakia, Slovenia và Tây Ban Nha. Nhóm có tổng quân số khoảng 4.000 người, đặt trụ sở tại doanh trại Adazi gần thủ đô Riga của Latvia và cách biên giới Nga khoảng 225 km tờ Euractiv cho biết Nga đã phản ứng trước những lời cảnh báo chiến tranh của các quan chức Thụy Điển. Nhiều bình luận đã được đưa ra từ phía truyền thông Nga cũng như từ Thượng nghị sĩ Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga về chính sách thông tin và tương tác với truyền thông, đồng thời là một trong những người ủng hộ thân cận nhất của Tổng thống Vladimir Putin. Ông Pushkov đã lên tiếng châm biếm sức nặng địa chính trị của quốc gia Bắc Âu và hạ thấp mối lo ngại về cuộc xung đột mà một số quan chức an ninh hàng đầu của Thụy Điển bày tỏ lo ngại. Thượng nghị sĩ Pushkov nói Thụy Điển là một trong những quốc gia hàng đầu ở châu Âu mắc chứng ảo tưởng chống Nga, đồng thời cho rằng cảnh báo của ông Biden về một cuộc chiến tranh có thể xảy ra chỉ là nhảm nhí, giống như những gì Thụy Điển đã đưa ra trong nhiều năm qua. Trước đó, các nhà lãnh đạo Nga đã nhiều lần cảnh báo Phần Lan và Thụy Điển khi hai nước này chuyển hướng để gia nhập NATO. Thụy Điển và Phần Lan đã bắt đầu xúc tiến quá trình gia nhập NATO sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự ở Ukraine. Riêng đối với Thụy Điển, quyết định này đồng nghĩa với việc chấm dứt 200 năm chính sách trung lập. Chia sẻ với tờ New York Times, các binh sĩ Ukraine cho biết không có phương tiện nào là an toàn trước UAV cảm tử của Nga. Việc bảo vệ và tiếp tế cho lực lượng tiền tuyến cũng đang gặp rủi ro hơn bao giờ hết do các cuộc tấn công bằng UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Nga ngày càng gia tăng. FPV đang được cả quân đội Nga và Ukraine cùng sử dụng. Loại vũ khí này có giá thành rẻ là sự kết hợp giữa UAV trang bị chất nổ và được điều khiển từ vị trí cách xa hàng chục km so với mục tiêu tấn công. Theo một lính vệ binh quốc gia Ukraine, do UAV tự sát có thể dẫn đến các vụ nổ tàn khốc hoặc thả bom vào mục tiêu nên việc di chuyển bằng ô tô là cực kỳ nguy hiểm. Ông cho biết thêm trong vài tháng qua, các đồng đội trong đơn vị đã phải bỏ lại xe bọc thép và đi bộ gần 10 km đến các vị trí ở tiền tuyến. Binh lính Ukraine thuộc lữ đoàn 117 ở tỉnh Zaporizhia cũng phải đi bộ gần 6,5 km dưới mưa và bùn lầy. Bởi nếu họ đưa phương tiện chở đạn dược hoặc lương thực ra tiền tuyến, UAV của Nga có thể nhanh chóng triển khai tấn công từ trên cao. Nhưng điều đó không có nghĩa đi bộ đã an toàn. Các FPV của Nga vẫn dễ dàng theo dõi và nhắm mục tiêu vào binh sĩ Ukraine trên mặt đất như nhiều video và hình ảnh được chia sẻ trên mạng. FPV có thể được sản xuất với số lượng lớn và chống lại các mục tiêu đắt tiền như xe tăng. Chúng có thể tạo ra tác động đáng kể trong vùng xung đột, đe dọa bất kỳ ai và bất cứ thứ gì di chuyển, từ đó biến khu vực tiền tuyến thành vùng đất không xe cộ. Theo hãng tin RT, hôm 9 tháng 1, phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết, các cuộc không kích dữ dội của Nga buộc Ukraine phải sử dụng số lượng phương tiện phòng không tương ứng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần nhiều vũ khí hơn, do Nga không ngừng tăng cường tấn công. Trong hai tuần qua, Nga đã liên tục không kích, phóng hàng trăm tên lửa và UAV nhằm vào các nhà máy vũ khí và nhiều mục tiêu ở các thành phố của Ukraine. Cuộc tấn công của Nga vào sáng ngày 8 tháng 1 đã hướng tới các cơ sở công nghiệp quân sự ở khu vực Kharkiv, Donetsk, Khmelnytsky và Zaporizhia. Kiev thừa nhận các hệ thống phòng không nước này không đánh chặn được hầu hết tên lửa mà Nga đã phóng. Sự kiệt sức của các hệ thống phòng không Ukraine xảy ra vào thời điểm nhà cung cấp quân sự lớn nhất của Kiev là Mỹ đã hết tiền để gửi thêm vũ khí. Theo đó, đề xuất viện trợ bổ sung 61,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine từ chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa được Quốc hội Mỹ thông qua. Trong khi đó, gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro, tương đương 54,6 tỷ đô la Mỹ của Liên minh châu Âu-EU cũng chưa được thông qua do Hungary phủ quyết vào tháng 12 năm 2023. Quân đội Nga đã sử dụng xe bọc thép cố đánh bật binh sĩ Ukraine khỏi làng Krynky vùng Kherson nhưng không thành công. Theo đó, máy bay không người lái của tiểu đoàn bộ binh hải quân biệt động 501 thuộc thủy quân lục chiến Ukraine đã ghi lại cuộc tấn công của xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Nga vào ngôi làng Krynky ở vùng Kherson mới đây. Đáp lại cuộc tấn công dữ dội của Nga, nhờ sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV, quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu thành công xe tăng T-72B3 của Nga, khiến đạn dược bên trong thiết giáp này phát nổ thành một quả cầu lửa ngay lập tức. Bất chấp những cuộc tấn công liên tục, các lực lượng của Nga vẫn chưa thể đánh bật đầu cầu mà quân đội Ukraine thiết lập ra khỏi làng Krynky ở bờ đông sông Dniepr tại Kherson. Từ đây, các lực lượng của Ukraine đã chiếm các đảo ở vùng châu thổ sông Dniepr, dọc một khúc sông và tiến hành các cuộc tấn công phản pháo. Các lực lượng của Nga đã mất 143 phương tiện quân sự khi cố gắng xuyên thủng phóng tuyến của Ukraine. Trước đó vào cuối tháng 12, cơ quan an ninh Ukraine SBU đã đăng video lực lượng nước này tập kích xe tăng T-72 của Nga tại mặt trận Donetsk. Video cho thấy xe tăng Nga đang di chuyển trên đường thì bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV tấn công vào tháp pháo, khiến chiếc xe phát nổ dữ dội. UAV FPV là loại vũ khí điều khiển từ xa bằng tay cầm và một bộ thiết bị đeo trên đầu, giúp người sử dụng có góc nhìn chân thực giống như đang ngồi trong buồng lái. UAV FPV chủ yếu được dùng làm vũ khí tự sát, thường sử dụng đầu đạn nổ lõm PG7V nặng hơn 1 kg, có thể xuyên qua giáp thép cán dày 250 mm. Tuy nhiên, vũ khí này khó gây sát thương khi tấn công vào mặt trước của xe tăng Nga, nơi có lớp giáp rất dày. T-72, mẫu xe tăng phổ biến nhất của quân đội Nga, có giáp dày 380mm ở mặt trước thấp pháo và 500mm ở mặt trước thân. Ihor Dvoretsky, chuyên gia UAV của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, UAV FPV cực kỳ khó điều khiển và binh sĩ nước này cần phải được huấn luyện ít nhất vài tuần mới có thể bắt đầu sử dụng chúng ở tiền tuyến. Dvoretsky cho hay, điều khiển UAV FPV cũng giống như lái máy bay dân dụng Cessna sản xuất từ những năm 1960 vậy. Theo chuyên gia Hamlin, Binh sĩ Ukraine giai đoạn đầu chỉ cố gắng điều khiển UAV FPV đánh trúng xe tăng của đối phương, không quan trọng ở vị trí nào. Ông nhận định, giờ thì họ đã đủ thành thạo để nhắm chính xác vào điểm yếu nhất của xe tăng Nga. Tuy nhiên, Ukraine cũng phải đối mặt với hàng loạt thách thức khi nỗ lực chọc thủng phòng tuyến kiên cố nhất ở châu Âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai trong chiến dịch phản công giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Bất chấp cuộc phản công của Ukraine, tuyến phòng thủ này cho đến nay vẫn được giữ vững. Ngoài ra, triển vọng ban đầu về một bước đột phá của Ukraine nhằm cắt đứt hành lang trên bộ nối Nga và bán đảo Crimea dần mờ nhạt. Mặc dù vậy, Nga vẫn đối phó với cuộc phản công của Ukraine. Lực lượng Moscow cũng sử dụng chiến thuật phòng thủ linh hoạt. Nga đã rút khỏi các vùng lãnh thổ sau đó phản công mạnh khi quân Ukraine tiến lên và dễ bị tổn thương. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Thụy Điển, Trung tướng Michel Claesson cho biết, sự thiếu hụt đạn dược ở châu Âu đã khiến giá đạn dược tăng cao khi các quốc gia phương Tây tranh giành bổ sung kho dự trữ của mình, trong khi đó vẫn phải viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu với đài truyền hình quốc gia Severiges Radio, tướng Clarkson cho biết cuộc xung đột đã dẫn đến nhu cầu tăng đột biến trong một khoảng thời gian rất ngắn. Ông cũng mô tả mức tăng này là đáng kể. Chúng tôi sẽ không đưa ra con số chính xác, nhưng chúng tôi đang nói về mức tăng từ 5 đến 10 lần so với thời điểm trước khi xung đột. Đồng thời lưu ý rằng, xung đột ở Ukraine không chỉ ảnh hưởng đến giá thành đạn dược, mà còn cả các trang thiết bị quân sự khác. Theo ông, đạn pháo cho pháo tự hành Archer 155mm do Thụy Điển chế tạo, hiện đắt gấp 8 lần so với năm 2021. Ông cho rằng mức tăng khó tin này là do các nước đều đang mua vào số lượng lớn đạn dược, không chỉ ở Thụy Điển mà khắp châu Âu. Tướng Gleason nhấn mạnh, tất cả những điều trên tạo ra nhu cầu và sự cạnh tranh gai gắt. Về cơ bản giống như thể mọi người đang xếp hàng để mua đạn pháo vậy. Bình luận về việc mua sắm vũ khí vào cuối tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan thừa nhận rằng đất nước của ông đang rơi vào tình thế khó khăn vì không chỉ hỗ trợ Ukraine mà còn phải lo liệu an ninh của chính mình. Tính đến tháng 12, Stockholm đã cung cấp cho Kiev 2,2 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Phát biểu trực tuyến tại hội nghị quốc phòng được tổ chức ở Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các đối tác châu Âu của ông tạo ra một kho vũ khí để bảo vệ tự do bằng cách đẩy mạnh sản xuất vũ khí chung. Các quan chức Nga đã nhiều lần nói rằng việc phương Tây thúc đẩy trang bị vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, đồng thời trở thành gánh nặng đối với các quốc gia này. Vào tháng 10, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng tiềm năng sản xuất đạn dược của tập thể phương Tây là có hạn, đồng thời cho biết họ sẽ phải mất nhiều thời gian để huy động các nguồn lực của mình, một nỗ lực mà ông cho rằng có thể gây ra một số xung đột nhất định. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba hồi tháng trước thừa nhận rằng Kiev cảm nhận được sự mệt mỏi vì chiến tranh, ngày càng tăng ở phương Tây, và thừa nhận cuộc phản công của nước này không mang lại kết quả như mong muốn. Trong khi Moscow mô tả nỗ lực của Kiev là một thất bại hoàn toàn, đồng thời cho rằng Ukraine đã mất khoảng 160.000 quân trong 6 tháng phản công. Trong cuộc xung đột tiêu hao giữa Nga và Ukraine, kể từ đầu cuộc xung đột Mỹ và đồng minh đã chuyển hơn 2 triệu quả đạn pháo 155mm cho Ukraine, Tuy nhiên, con số là không đủ với tốc độ bắn của pháo binh Ukraine mỗi ngày. Đứng trước tình trạng thiếu hụt đạn pháo, Lầu Năm Góc đã phải mở rộng một loạt dây chuyền sản xuất đạn pháo, không chỉ để tăng viện trợ cho Ukraine mà còn bổ sung số đạn đã chuyển giao trước đó về các kho dự trữ. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hồi tháng 7 thừa nhận kho dự trữ của Washington đang thiếu đạn pháo 155mm và có thể mất nhiều năm để bổ sung kho dự trữ đến mức chấp nhận được. Lầu Năm Góc hiện đã chi 2,26 tỷ đô la Mỹ để các nhà thầu quốc phòng tăng năng suất sản xuất đạn pháo 155 mm từ 14.000 viên lên 20.000 viên mỗi tháng. Năng lực này dự kiến sớm đạt mức 28.000 viên mỗi tháng với mục tiêu xuất xưởng 1 triệu viên đạn pháo vào mùa thu năm 2025. Được biết Ukraina sử dụng khoảng 40.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155 mm của NATO mỗi tháng, trong khi tổng đạn pháo được châu Âu sản xuất mỗi năm vào khoảng 300.000 quả năng lực sản xuất của châu Âu hoàn toàn không đủ đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Ngay cả khi xung đột kết thúc sớm, châu Âu sẽ cần tới 15 năm để bổ sung kho dự trữ vũ khí với tốc độ sản xuất hiện tại. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết cần thêm 500 đến 600 triệu bảng Anh, tương đương với hơn 600 đến 700 triệu đô la Mỹ cho ngân sách Anh để bắt đầu bổ sung kho dự trữ đạn dược. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đầu năm nay nói xung đột Ukraine khiến Pháp cần phải tăng cường năng lực sản xuất và quân sự. Trong một bài phát biểu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, chúng tôi đã có những quyết định sai lầm về nguồn cung đạn dược trong những thập kỷ qua. Trong tuyên bố được đưa ra sau hội nghị trực tuyến với Ukraine, NATO cho biết các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này đã lập kế hoạch cung cấp hàng tỷ euro bổ sung dành cho Ukraine trong năm 2024. Hội nghị của NATO được tổ chức theo yêu cầu từ phía Ukraine. Đại diện Ukraine tham dự cuộc họp trực tuyến gồm trung tướng Mykola Olestchuk, Tư lệnh Không quân Ukraine và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Oleksiy Syrskyi. Cùng ngày, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc, bà Edem Ushano, quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) xác nhận các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong tuần tới sẽ tìm kiếm 3,1 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong năm 2024. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Geneva, thông tin trên được bà Ursono đưa ra giữa lúc OCHA và các ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn đang chuẩn bị công bố các kế hoạch hỗ trợ Ukraine vào ngày 15 tháng 1. OCHA ước tính sẽ có hơn 14,6 triệu người, tương đương khoảng 40% dân số Ukraine nhận được hỗ trợ nhân đạo trong năm nay. Cam kết là vậy, tuy nhiên giới quân sự phương Tây đang phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt trên chiến trường khi bàn cờ quân sự có sự đảo chiều so với mục tiêu ban đầu họ đề ra. Cụ thể, sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự nhằm vào Ukraine vào đầu năm 2022, phương Tây mặc định rằng chế độ của Tổng thống Nga Putin sẽ nhanh chóng khuỵu ngã do sức nặng của các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Khi ấy, hầu hết các nhà quan sát của phương Tây chỉ tưởng tượng được hai kịch bản, hoặc là Nga sẽ dễ dàng chiếm được thủ đô Kiev của Ukraine sau một thời gian nhất định, đưa Ukraine đi theo quỹ đạo của Nga, hoặc là Nga sẽ nhanh chóng bị đánh bại, khiến ông Putin phải rút quân khỏi Ukraine và công nhận toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Do vậy, khi chiến dịch tiến công của Nga khựng lại trong giai đoạn đầu, Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson đã tới thăm Kiev, thậm chí khuyên Ukraine rằng họ nên chiến đấu thay vì ngồi vào bàn đàm phán. Tư tưởng của Anh nói riêng và của phương Tây nói chung là nên để cho Nga thua, từ đó làm suy yếu cả nền kinh tế và quân đội của nước này, hủy hoại vị thế của Tổng thống Putin. Cách nhìn nhận và thông tin của phương Tây lúc ấy đi theo hướng Nga sẽ thua, lập luận của họ như sau. Ukraine giành được sự ủng hộ hết mình của phương Tây với dòng viện trợ vũ khí và tài chính mạnh mẽ, trong khi Nga lại không có đủ vũ khí khí tài chưa kể vũ khí khí tài cũng như chiến thuật của Nga đều lạc hậu. Thế nhưng cuối cùng Nga vẫn duy trì được cuộc giao tranh kéo dài. Bên cạnh mặt trận nóng, các chế tài trừng phạt của phương Tây được thiết kế nhằm công kích cá nhân ông Putin với hy vọng người dân sẽ nổi dậy thay đổi chế độ chính trị tại Nga. Nhưng cuối cùng, phương Tây lại không ngờ rằng các biện pháp hạ bệ hình ảnh của Nga lại chỉ càng làm cho người Nga thêm quyết tâm đối đầu với phương Tây. Nga tiếp tục phát huy lợi thế của họ về số lượng, đồng thời nâng cấp phương thức tác chiến và đẩy mạnh hoạt động công nghiệp quốc phòng. Trong nước, Nga đã giảm thiểu tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt bằng nhiều biện pháp như lách qua các kẽ hở hay nắm giữ tài sản của chính các hãng phương Tây rời bỏ Nga. Ngoài ra, Nga còn chủ động chuyển sang xây dựng nền kinh tế thời chiến. Phương Tây vẫn chìm sâu trong cách nhìn nhận này. Hồi tháng 6 năm 2023, khi Ukraine mở chiến dịch phản công, Tổng thống Ba Lan Duda còn tuyên bố rằng người Nga cần cảm thấy vị đắng của thất bại. Trong khi người dân Nga đoàn kết quanh Tổng thống Putin, những nước phương Tây ủng hộ Ukraine lại dường như đang đánh mất quyết tâm của mình. Tháng 12 năm 2023, Ban lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đã không thông qua được gói viện trợ tài chính 50 tỷ euro dành cho Ukraine mặc dù họ đồng ý khởi động đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU, trong khi đó Quốc hội Mỹ cũng không thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Hiện nay bản thân tổng thống Mỹ Joe Biden đã chuyển từ ủng hộ Ukraine chừng nào họ cần sang tuyên bố ủng hộ Ukraine chừng nào chúng ta còn khả năng. Đêm mùng 10 tháng 1, quân đội Nga triển khai làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Các vụ nổ đã được báo cáo ở khu vực Kherson, Sumy, Kharkiv cũng như ở các khu vực hậu phương gần tiền tuyến, bao gồm thị trấn Konstantinovka. Thị trấn Konstantinovka vốn là thành trì lớn của lực lượng vũ trang Ukraine ở gần trung tâm thành phố Donetsk. Hầu hết các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự ở khu vực biên giới vùng Kharkiv. Đây là khu vực thường xuyên bị quân đội Nga tấn công kể từ khi Ukraine tấn công vào thành phố Belgorod của Nga hôm 30 tháng 12 năm 2023. Trong đêm, ít nhất 3 cuộc không kích của Nga đã được chính quyền địa phương xác nhận quân đội Nga được cho là đã sử dụng S-300 để tấn công các mục tiêu. Cuộc tấn công mới này gây thêm thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp ở thành phố của Kharkiv. Theo các nguồn tin địa phương, một trong những mục tiêu bị tấn công là nhà máy máy bay Kharkiv. Cơ sở này hiện đang phục vụ nhu cầu của quân đội Ukraine, tên lửa và tên lửa hành trình được sản xuất tại đây. Một mục tiêu khác cũng bị hư hại trong trận không kích tối qua của Nga là sân bay Kharkiv-Severny. Kho chứa thiết bị quân sự đặt ở sân bay này đã bị phá hủy. Các cuộc tập kích này nằm trong kế hoạch tấn công dồn dập của Nga vào các cơ sở quân sự công nghiệp trọng yếu của Ukraine. Trước đó, ngày 8 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm sử dụng các vũ khí chính xác cao, phóng từ biển và từ trên không, trong đó có tên lửa siêu thanh Kinza. Cuộc pháo kích diễn ra vào buổi sáng nhằm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của đối phương. Theo không quân Ukraine, cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở ở Kharkiv, Dnipropetrov, Khmelnytskyi, cùng với một số phần của khu vực Zaporizhia do Kiev kiểm soát. Các nhà chức trách tại Khmelnytsky thông báo có 6 vụ nổ, trong đó có một vụ tấn công nhằm vào một cơ sở hạ tầng không xác định và khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Theo các quan chức ở Kharkiv, ít nhất 4 cuộc tấn công tên lửa đã phá hủy các cơ sở kinh doanh và giáo dục, gây ra một số thương vong. Không quân Ukraine thông báo chỉ bắn hạ được 18 trong số 51 tên lửa mà Nga đã phóng. Họ cũng thừa nhận đã thất bại trong việc đánh chặn 4 tên lửa Kinza 6 tên lửa Iskander-M và 8 tên lửa X-22. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat giải thích Nga đã phóng số lượng lớn tên lửa đạn đạo mà ông cho là chỉ có thể bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và một số hệ thống phòng không tiên tiến tương tự. Chuyển sang thông tin liên quan đến xung đột Israel-Hamas, Tham mưu trưởng Halevi cảnh báo quân đội Israel có thể tấn công vào lãnh thổ Liban nếu cần và phá hủy bất cứ ngôi làn nào ở nước này. Trong cuộc gặp gỡ với các chỉ huy quân đội ở trung tâm giải Gaza, tướng Herzi Halevi, tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 10 tháng 1 cho biết, Tôi thấy năng lực ở đây và hiểu rất rõ rằng các bạn biết cách giải quyết bất kỳ vấn đề nào ở Gaza. Không có một km vuông nào mà các bạn không biết cách tiếp cận và phá rỡ. Tướng Halevi nhận định chiến dịch của IDF tại giải Gaza thuyết phục ông rằng họ có thể mở chiến dịch nhằm vào Liban nếu cần. Chúng ta đã tham chiến tại Gaza và biết cách làm điều này ở Liban nếu cần, ông Halevi cho biết không một ngôi làng nào ở Liban mà các bạn không thể tiến vào và phá hủy sau những gì đã làm ở Gaza. Tham mưu trưởng IDF đưa ra bình luận trong bối cảnh các trận đấu súng giữa quân đội Israel và Hezbollah, nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Liban, diễn ra gần như mỗi ngày từ đầu tháng 10 năm 2023. Theo IDF, 14 người Israel thiệt mạng trong các cuộc giao tranh với Hezbollah, trong đó có 9 binh sĩ. Khoảng 188 người tại Liban thiệt mạng, trong đó có 141 thành viên Hezbollah và hơn 20 dân thường. Hezbollah tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào những địa điểm quân sự của Israel để hỗ trợ các nhóm dân quân ở giải Gaza. IDF cho biết lực lượng này mở các đợt không kích và pháo kích để phá hủy hạ tầng của Hezbollah, cũng như nhắm vào các đơn vị của nhóm di chuyển gần khu vực biên giới. Theo truyền thông Israel, một trong các cuộc không kích đã sát hại một lãnh đạo quân sự cấp cao của Hezbollah với tên gọi Wissam Antawin, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Radwan. Cuộc không kích do máy bay không người lái thực hiện và Hezbollah đã xác nhận tổn thất này. Cũng theo truyền thông Israel, các cuộc không kích và pháo kích của quân đội nước này còn phá hủy nhiều mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban, trong đó có các công trình và cấu trúc quân sự. Bất chấp tổn thất liên tiếp, Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel cùng khẳng định chiến dịch tấn công vào giải Gaza cũng như giao tranh tại biên giới với Liban sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng nữa. Trong khi đó, một quan chức cấp cao tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở thăm Trung Đông nói với kênh tin tức NBC rằng Washington hy vọng giao tranh tại Gaza sẽ kết thúc sau vài tuần nữa. Cũng theo quan chức này, trong các cuộc gặp gỡ tới đây với giới chức Israel, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ yêu cầu Tel Aviv rút ngắn cuộc chiến tại Gaza, đồng thời tăng cường sử dụng vũ khí chính xác để hạn chế thương vong đối với dân thường. Trước sự tấn công dồn dập từ phía Israel, hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Liban Nabi Beri ngày 10 tháng 1 cho biết, sự leo thang hàng ngày của Israel đang nhắm sâu vào các khu dân cư, dân thường và thậm chí cả xe cứu thương và các nhà báo. Kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel IDF phát động kế hoạch quân sự chống phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza ngày 8 tháng 10, các vụ đọ súng xuyên biên giới, kể cả không kích vào anh tạc bằng máy bay không người lái UAV giữa Israel và Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Liban, gần như diễn ra hàng ngày. Al Jazeera thống kê, cho đến nay, hàng chục dân thường Liban và 140 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa hai bên suốt hơn 3 tháng qua. Những ngày gần đây, IDF đã đẩy mạnh không kích và phóng tên lửa vào các mục tiêu tình nghi của Hezbollah sâu bên trong lãnh thổ Liban, làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ bùng phát dữ dội. Ông Najib Mikati, thủ tướng sắp mãn nhiệm của Liban than phiền rằng dù đất nước của ông tìm kiếm sự ổn định và một giải pháp hòa bình lâu dài, nhưng chính quyền Beirut đang nhận được cảnh báo từ các đặc phái viên quốc tế về một giao tranh ở Liban. Cũng liên quan đến giao tranh tại giải Gaza, cuối năm 2023, Israel đã phải xin lỗi vì tập kích nhầm khiến một binh sĩ Liban thiệt mạng trong lúc tấn công mục tiêu liên quan đến Hezbollah. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, binh sĩ Israel đã có hành động tự vệ để loại bỏ mối đe dọa tiềm tàng từ Liban. Mối đe dọa này được xác định nằm trong khu vực phóng và điểm quan sát của lực lượng Hezbollah gần an awadi tuy nhiên idf sau đó được thông báo binh sĩ của quân đội liban đã bị tổn hại sau vụ tấn công quân đội liban không phải là mục tiêu của cuộc tập kích chúng tôi lấy làm tiếc về sự cố này idf nói thêm rằng đã mở cuộc điều tra quân đội liban trước đó cho biết một cứ điểm quân sự của lực lượng ở vùng adese đã bị israel oanh tạc khiến một binh sĩ thiệt mạng và ba người bị thương lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại liban unifil nhấn mạnh quân đội liban không tham gia các cuộc giao tranh với israel đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt vòng xoáy bạo lực có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho cả hai phe. Israel đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các thủ lĩnh của các nhóm dân quân ở Liban được Iran hậu thuẫn, vốn cũng đang tấn công biên giới phía bắc của nhà nước Do Thái. Theo đó, quân đội Israel vừa ám sát một chỉ huy cấp cao của Hezbollah, tên là Ali Hossein Baji, trong một cuộc không kích sau đám tang của Isham Antawin, một chỉ huy cấp cao khác của nhóm dân quân này hôm 9 tháng 1. Ông Isham Antawin là người đã thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel trước đó vào thứ Hai ngày 8 tháng 1, truyền thông Liban đưa tin. Đoạn video ngắn ghi lại hiện trường cho thấy người dân tụ tập xung quanh tàn tích của một chiếc xe đan bốc khói ở làng Kibesem, cách biên giới với Israel khoảng 18 km về phía bắc. Theo Times of Israel, một trong những người thiệt mạng trên xe là Ali Hussein Baji, chỉ huy lực lượng không quân của Hezbollah ở miền nam Liban. Tờ báo này cho biết Baji chịu trách nhiệm về hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào biên giới phía bắc Israel trong những tháng gần đây. Trước đó, trong thông báo tối ngày 9 tháng 1, Hezbollah tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu của quân đội Israel dọc biên giới, trong đó có một sở chỉ huy chiến lược khu vực bắc Israel và hai địa điểm tập trung quân lực, phương tiện tấn công là máy bay không người lái và tên lửa tự chế. Hezbollah khẳng định các cuộc tấn công đã gây tổn hại trực tiếp cho các mục tiêu nhưng không công bố chi tiết. Các cuộc giao tranh qua biên giới kéo dài 3 tháng qua giữa IDF và Hezbollah vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí ngày càng leo thang nguy hiểm hơn, bất chấp nhiều nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng của cộng đồng quốc tế, mới nhất là chuyến công du Trung Đông của ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và chuyến thăm ly Liban của đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU, kiêm phó chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, Joseph Borrell. Theo truyền thông khu vực, các cuộc giao tranh đã khiến ít nhất 176 người phía Liban, chủ yếu là thành viên Hezbollah thiệt mạng, cùng hàng chục người khác bị thương. Nhiều nhà quan sát lo ngại đợt giao tranh đẫm máu này có thể leo thang thành xung đột toàn diện, tương tự như cuộc chiến đẫm máu hồi mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong. Mohammad Atoud, một người Palestine ở trại tị nạn Bougie al tại thủ đô Beirut, không tin sự leo thang căng thẳng sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện giữa nhóm Hezbollah và Israel. Theo báo Guardian, đây cũng là vấn đề bao trùm các cuộc tranh luận ở Liban và thế giới Ả Rập. Kể từ sau cái chết của ông Aruri, một nhân vật chủ chốt của Hamas, ngay cả khi nhịp sống bình thường đã quay trở lại vùng ngoại ô rộng lớn phía nam Beirut, thành trì của Hezbollah, giới quan sát nhận định tại Trung Đông tình hình ở nhiều nơi như thùng thuốc súng chờ phát nổ. Tuy nhiên ngoài Gaza, tình hình ở Liban được đánh giá là nguy hiểm nhất, đang làm suy yếu sự hòa hoãn mong manh giữa Israel và Hezbollah vẫn tồn tại kể từ cuộc chiến đẫm máu ở Liban vào năm 2006. Vấn đề âm ỉ lâu nay là cả hai bên đã không thực hiện thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc bảo trợ nhằm chấm dứt cuộc chiến năm 2006 và khiến các tay súng Hezbollah rút khỏi biên giới Liban-Israel. Ấn Độ triển khai hơn 10 tàu chiến và lực lượng biệt kích thủy quân lục chiến nhằm tăng cường hiện diện từ phía Bắc và trung tâm biển Ả Rập đến Vịnh Aden. Theo báo The Times of India, việc hải quân Ấn Độ triển khai tàu chiến ra biển Ả Rập nhằm ngăn chặn mọi âm mưu cướp biển và tấn công bằng máy bay không người lái, đặc biệt là sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tăng cường tấn công các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Các hoạt động tăng cường an ninh hàng hải đang được Ấn Độ tiến hành một cách độc lập trong bối cảnh New Delhi đã từ chối tham gia chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu được phát động ở Biển Đỏ vào tháng 12 năm 2023 các quan chức cấp cao nói với tờ The Times ở India rằng Hải quân Ấn Độ đang duy trì sự hiện diện liên tục ở biển Ả Rập trước tình trạng các tuyến đường biển quan trọng bị đe dọa dẫn đến giá cước vận tải tăng vọt. Tàu chiến của Ấn Độ được trang bị nhiều loại súng, tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung cùng thiết bị gây nhiễu. Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Hari Kumar, trong một cuộc trò chuyện độc quyền với CNN News 18 đã đề cập đến việc Hải quân đang điều tra vụ tàu MV Lila Norfolk bị cướp gần bờ biển Somali và kiểm tra các tàu thuyền trong vùng lân cận. Các quan chức lưu ý rằng hải quân ấn độ là lực lượng thường trực ở khu vực ấn độ dương ior và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ lợi ích quốc gia của ấn độ đồng thời lực lượng này cũng tạo điều kiện để hoạt động thương mại toàn cầu diễn ra trong khu vực này một cách tự do công bằng và rộng mở mặc dù không nằm trong chiến dịch người bảo vệ thịnh vượng nhưng ấn độ vẫn thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin với các nước như mỹ anh pháp hải quân ấn độ cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan hàng hải của các quốc gia khác để theo dõi tình hình chung và đảm bảo an toàn cho các tàu buôn hiện trung tâm hợp nhất thông tin khu vực ấn độ dương ifc ior ở gurugram nơi có các sĩ quan liên lạc quốc tế từ hơn 20 quốc gia do Ấn Độ chủ trì cũng được đặt trong tình trạng báo động. Trung tâm phân tích và quản lý thông tin của Hải quân Ấn Độ, IMAC, cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh hàng hải. Được biết, trước đó Hải quân Ấn Độ nhận được thông tin ít nhất 15 thành viên thủy thủ đoàn Ấn Độ có mặt trên tàu MV Lila Norfolk bị cướp gần bờ biển Somali. Trước đó, tàu MV Lila Norfolk đã gửi một tin nhắn trên cổng thông tin hoạt động thương mại hàng hải của Vương quốc Anh, thông báo 5-6 nhân viên vũ trang không rõ danh tính đã lên tàu một tàu chiến ấn độ tên là ins chennai đã được triển khai để hỗ trợ con tàu này đồng thời một máy bay hải quân đã bay qua con tàu bị cướp và đã thiết lập được liên lạc hải quân ấn độ đã tăng cường giám sát biển ả rập sau một loạt vụ tấn công gần đây trong khu vực đầu tuần này hải quân ấn độ cho biết đã điều tra số lượng lớn tàu đánh cá và các tàu có lợi ích tại biển bắc và trung ả rập về việc tăng cường giám sát khu vực ấn độ dương bộ trưởng quốc phòng ấn độ ranasai khẳng định ấn độ đóng vai trò là nhà cung cấp an ninh trong toàn bộ khu vực ấn độ dương và do vậy sẽ đảm bảo rằng thương mại hàng hải ở khu vực này sẽ không bị gián đoạn. Đài truyền hình Can Israel hôm 10 tháng 1 đưa tin Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel, ông Mosba Simantov đã thông báo cho tất cả các bệnh viện rằng họ nên sẵn sàng chuyển sang mô hình làm việc khẩn cấp nếu cần thiết trong vòng 24 giờ sau khi nhận được hướng dẫn liên quan. Điều này bao gồm việc chuyển tất cả nhân viên y tế và bệnh nhân đến khu vực được bảo vệ, xuất hiện ngay lập tức cho tất cả bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và sẵn sàng điều trị cho một số lượng lớn người bị thương ngoài ra bệnh viện lớn ở các thành phố Nahariya và Safed thuộc phía bắc Israel còn nhận yêu cầu chuẩn bị cho khả năng phải làm việc trong tình trạng cách ly hoàn toàn không có khả năng nhận thiết bị thuốc men và thực phẩm cần thiết đồng thời cũng sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn người bị thương và tổ chức chuyển họ đến các cơ sở khác xung đột Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 sau khi các thành viên lực lượng Hamas tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel từ giải Gaza sát hại cư dân tại các cộng đồng biên giới và bắt cóc 240 người làm con tin. Israel tuyên bố phong tỏa toàn bộ Gaza và bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong vùng đất này, cũng như một số khu vực ở Liban và Syria. Đụng độ cũng đang diễn ra ở bờ Tây. Theo cơ quan y tế tại Gaza, tổng cộng trên 23.210 người Palestine đã thiệt mạng và 59.167 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào giải Gaza. Trong thời gian Israel và lực lượng Hamas tạm ngừng bán kéo dài một tuần hồi cuối tháng 11 năm 2023, có 110 con tin Israel và 240 tù nhân Palestine được trả tự do. Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, ông Herzi Halevi ngày 7 tháng 1 cho biết, cuộc xung đột tại giải Gaza vốn đã kéo dài 3 tháng qua sẽ có thể tiếp diễn suốt cả năm 2024 và lan sang các mặt trận khác. Trước đó, Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo cho thấy, trên 76.000 người ở Liban đã phải di tản trong gần 3 tháng giao tranh xảy ra gần như hàng ngày dọc biên giới với Israel. Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn căng thẳng tại Gaza, International Medical Corp, một tổ chức nhân đạo quốc tế, đã mở một bệnh viện giã chiến tại Rafah và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 6 tháng 1. Với khoảng 200 nhân viên, gồm cả người nước ngoài và người Palestine, bệnh viện giã chiến này sẽ tiếp nhận cả bệnh nhân ngoại trú và nội trú cần điều trị lâm sàng. Mục tiêu của bệnh viện giã chiến này là nhằm hỗ trợ những bệnh nhân không thể tiếp cận hệ thống y tế chính thức do xung đột tiếp diễn tại Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, kể từ khi xung đột israel hamas bùng phát, hệ thống y tế tại Gaza đến nay đã bị tàn phá nặng nề, khi chỉ còn rất ít bệnh viện hoạt động, nhưng cũng chỉ một phần và đều trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Ở một diễn biến có liên quan tối ngày 10 tháng 1, trong một tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Thượng đỉnh Ba Bên được tổ chức tại thành phố Aqaba của Jordan, quốc vương jordan abdullah II, tổng thống ai cập abdel fattah el sisi và tổng thống palestine mahmoud abbas đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục gây áp lực để ngăn chặn hành động gây hấn của israel ở giải gaza và bảo vệ thường dân palestine các nhà lãnh đạo nhất trí bác bỏ hoàn toàn mọi âm mưu hoặc đề xuất nhằm loại bỏ vấn đề palestine hoặc ép buộc người palestine rời khỏi các vùng đất của mình tuyên bố chung cũng bác bỏ khả năng tái chiếm đóng một phần lãnh thổ giải gaza hoặc tách gaza khỏi bờ tây đồng thời cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của tình trạng thù địch ở bờ tây cũng như những hành vi xâm phạm sự thiêng liêng của tôn giáo, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và có thể khiến tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Các nhà lãnh đạo khẳng định sự cần thiết phải tạo điều kiện cho người dân giải Gaza trở về nhà của họ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đảm nhận trách nhiệm thực thi các nghị quyết quốc tế liên quan, đặc biệt là các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc. Hội nghị thượng đỉnh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo cung cấp hàng cứu trợ và viện trợ nhân đạo cho Gaza một cách lâu dài và đầy đủ, nhằm giảm bớt tình trạng nhân đạo bi thảm mà người dân giải đất này đang phải trải qua. Hội nghị thượng đỉnh ba bên Aquada được tổ chức trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch tấn công ở giải Gaza, vốn đã kéo dài hơn 3 tháng, với mục tiêu loại bỏ phong trào Hamas và giải phóng các con tin đang bị giam giữ. Cho đến nay, Israel chưa đạt được các mục tiêu cuối cùng như tuyên bố, tuy nhiên, giao tranh đã khiến hơn 23.000 người Palestine thiệt mạng, trong đó phần lớn là dân thường. Trước nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến công tác tới một loạt các nước Trung Đông để tìm cách giảm căng thẳng, đồng thời bắt đầu thảo luận về tương lai của giải Gaza trong thời kỳ hậu chiến. Theo Reuters và CNN, Israel trong tuần này cho biết đang lên kế hoạch rút bớt quân, ít nhất là từ phía Bắc Gaza, sau nhiều tuần chịu sức ép của Mỹ về việc giảm quy mô hoạt động và chuyển sang chiến dịch mà Washington gọi là có mục tiêu hơn. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh dường như vẫn khốc liệt hơn bao giờ hết ở khu vực miền Nam và miền Trung Gaza, nơi lực lượng Israel đã mở các cuộc tấn công trên bộ vào tháng trước. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hủy một sứ mệnh viện trợ y tế đã lên kế hoạch tới Gaza do lo ngại về an ninh. Đây là lần hủy bỏ thứ 6 trong vòng 2 tuần. Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 10 tháng 1 tại Tel Aviv, thành viên nội các chiến tranh của Israel, Benny Gantz, nói Hamas không còn nắm quyền kiểm soát phần lớn giải Gaza. Ông này cũng nhắc tới tầm quan trọng của việc giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ ngày 7 tháng 10 năm 2023 và nói vấn đề này là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định chiến đấu. Trong một dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Israel và Hamas đang lan rộng, các tàu chiến của Anh và Mỹ tại Biển Đỏ đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của nhóm Houthi tại Yemen. Trong khi đó, theo mạng tin gzeromedia.com, ngày 1 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang công du Trung Đông trong tuần này trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xung đột Israel-Hamas lan rộng ra khu vực rộng lớn hơn. Nhưng Mỹ đang ngày càng gặp khó khăn trong việc phát huy ảnh hưởng của mình đối với chính phủ Israel. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Israel ở Tel Aviv ngày 9 tháng 1, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh gây tổn hại thêm cho dân thường ở Gaza và lưu ý rằng việc thành lập một nhà nước Palestine cuối cùng là rất quan trọng để thúc đẩy nền hòa bình lâu dài, bền vững cho Israel và khu vực. Sau cuộc gặp với thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác của Israel, ông Blinken đã đưa ra một thông điệp rõ ràng, nói rằng Israel phải ngừng làm suy yếu khả năng tự quản của người Palestine bằng việc mở rộng các khu định cư, phá hủy nhà cửa và trục xuất họ ở bờ Tây. Nhưng trong khi ông Blinken đang đưa ra lập luận của mình, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Gaza. Và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Galan nói rằng các hoạt động của Israel ở miền nam Gaza sẽ được tiếp tục cho đến khi tiêu diệt hoàn toàn Hamas, giải thoát hàng chục con tin vẫn bị Hamas giam giữ. Chính phủ của Thủ tướng Netanyahu cũng kiên quyết phản đối việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập khẳng định kế hoạch quân sự của họ sẽ tiếp tục đến hết năm nay và kế hoạch hậu chiến của nước này là kiểm soát quân sự không giới hạn trên lãnh thổ Gaza. Cuộc tấn công đã biến phần lớn phía bắc Gaza thành đống đổ nát, làm dấy lên mối lo ngại về việc liệu hàng trăm nghìn người Palestine di tản khỏi những khu vực đó có thể quay trở lại hay không. Các thành viên cực hữu trong chính phủ của ông Netanyahu đã kêu gọi tái định cư họ ở nơi khác, điều mà các nhà phê bình cho rằng sẽ dẫn tới việc thanh lọc sắc tộc. Ông Blinken cho biết, Mỹ phản đối bất kỳ kịch bản nào như vậy và việc tái định cư không phải là chính sách của chính phủ Israel. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, ông đã đạt được thỏa thuận về cơ chế thanh tra của Liên hợp quốc ở phía bắc Gaza để đánh giá cách thức và thời điểm mọi người có thể quay trở lại. Trong khi đó, tình hình nhân đạo ở Gaza vẫn rất nghiêm trọng, với việc Liên hợp quốc gần đây cảnh báo rằng nạn đói có thể xảy ra. Theo cơ quan y tế do Hamas điều hành, số người thiệt mạng ở khu vực này đã vượt quá 23.000 người như vậy chính quyền của tổng thống mỹ joe biden đã không thể khiến israel thực hiện những nhượng bộ dù chỉ là nhỏ đối với người palestine bất chấp những chỉ trích quốc tế và áp lực ngày càng tăng từ mỹ như ngừng sử dụng khí đốt israel lặp lại rằng họ sẽ không từ bỏ mục tiêu tiêu diệt hamas cuộc chiến dự kiến sẽ tiếp tục trong tương lai gần nói tóm lại thông điệp của ông blinken đang bị israel phớt lờ và mặc dù mỹ đang hy vọng ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực lan rộng Israel và Hezbollah, nhóm chiến binh hùng mạnh được Iran hậu thuẫn ở Liban, tiếp tục giao tranh xuyên biên giới. Mỹ cũng vướng vào một cuộc trả đũa leo thang với các lực lượng vũ trang khác trên khắp Trung Đông. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi hy vọng về ngoại giao đều bị dập tắt. Các quan chức Israel đã đến Cairo đầu tuần này để nối lại các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo thả thêm con tin bị mắc kẹt ở Gaza. Thưa quý vị, quan chức cấp cao EU cho biết, ông Trump khi là Tổng thống Mỹ từng tuyên bố Washington sẽ không giúp châu Âu nếu khu vực này bùng phát xung đột. Theo Thierry Breton, Ủy viên người Pháp chịu trách nhiệm về thị trường nội bộ của EU, ông Trump đã có phát biểu gây sốc trước Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen. Quan chức cấp cao EU cho biết, ông Trump khi là Tổng thống Mỹ từng tuyên bố Washington sẽ không giúp châu Âu nếu khu vực này bùng phát xung đột. Ủy viên Công nghiệp và Thị trường Nội bộ Liên minh châu Âu EU Thierry Breton dẫn lời ông Trump nói rằng các vị cần hiểu rằng Mỹ sẽ không bao giờ giúp đỡ và hỗ trợ nếu châu Âu bị tấn công. NATO đã chết, chúng tôi sẽ rời liên minh. Các vị vẫn nợ tôi 400 tỷ đô la Mỹ vì không chi trả những khoản cần thiết cho quốc phòng, nhất là Đức. Tuy nhiên, phía cựu Tổng thống Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên. Trước câu hỏi liệu hồi ức của bà von der Leyen về những phát biểu của ông Trump có khớp với tiết lộ của ông Breton hay không, phát ngôn viên của Chủ tịch EC từ chối bình luận. Tuy nhiên, tiết lộ của quan chức cấp cao EU đã khiến đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích gai gắt ông Trump trong chiến dịch vận động tái tranh cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng. Phát ngôn viên cho biết, chiến dịch tranh cử của ông Biden nói, ý tưởng rằng ông Trong một đoạn video được đăng tải, cựu Tổng thống Trump đã cảnh báo có thể truy tố ông Biden nếu trở lại Nhà Trắng. Tuyên bố mới nhất của ông Trump được đánh giá là động thái nhằm gây chú ý trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại bang Iowa của Đảng Cộng Hòa vào đầu tuần tới. Theo cựu Tổng thống Trump, nếu cá nhân ông không được miễn trừ truy tố, thì ông Biden cũng sẽ không được miễn trừ với các cáo buộc như cho phép hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp, bỏ rơi Afghanistan và bỏ lại hàng chục tỷ đô la Mỹ vũ khí, con tin và có cả công dân Mỹ. Ông này cũng không quên đe dọa sẽ truy tố Tổng thống Biden nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử cuối năm nay. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi các thẩm phán Mỹ không đồng ý với tuyên bố rằng ông được miễn trừ các cáo buộc hình sự vì cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Trước đó, các luật sư của ông Trump cho rằng không nên truy tố các cựu tổng thống vì những hành động mà họ đã thực hiện khi còn đương chức. Dự kiến trong tháng 3 tới, ông Trump sẽ phải ra tòa phúc thẩm với cáo buộc hình sự về tội danh lật đổ bầu cử. Tuy nhiên, tuyên bố vô tội của cựu tổng thống Trump cũng nhằm mục tiêu tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri trước thêm bầu cử sơ bộ đầu tuần tới, khi tự ví mình là nạn nhân của cuộc đàn áp chính trị. Cựu tổng thống Trump vốn thất bại trước ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 đang tràn đầy cơ hội trở thành ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 tới. Trước đó, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 3 năm cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội, Tổng thống Mỹ Joe Biden công khai lên án đối thủ tiềm tàng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cựu Tổng thống Donald Trump là kẻ gây hỗn loạn, sẵn sàng loại bỏ các lý tưởng của Mỹ vì lợi ích cá nhân. Bài phát biểu kéo dài hơn 30 phút, gần một địa điểm lịch sử ở Valley Fork, bang Pennsylvania, nơi Tổng thống George Washington thành lập căn cứ trong chiến tranh cách mạng cách đây 250 năm, là sự kiện tranh cử công khai đầu tiên của ông Biden trong năm nay. Đây có thể cũng được xem là màn ra mắt quan trọng đầu tiên của ông Biden kể từ khi tuyên bố tái tranh cử hồi tháng 4 năm ngoái. Trong bài phát biểu của mình, đương kim tổng thống Biden đã sử dụng những lời chỉ trích đích danh ông Trump và được xem là mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Tổng thống Biden nói: "Chiến dịch tranh cử của Donald Trump là cho cá nhân ông ấy, không phải cho nước Mỹ, không phải cho bạn. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump bị ám ảnh bởi quá khứ chứ không phải tương lai. Ông ấy sẵn sàng hy sinh nền dân chủ của nước Mỹ để giành lấy quyền lực." Cũng trong bài phát biểu Ông Biden khẳng định cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 là một sự nghiệp thiêng liêng để bảo vệ nền dân chủ và tự do, rút ra từ cụm từ mà tổng thống George Washington dùng để mô tả quyết tâm và sứ mệnh của quân đội trong thời kỳ chiến tranh cách mạng. Nhóm tranh cử của ông Biden cho biết, đương kim tổng thống coi cuộc bầu cử năm 2024 là sự lựa chọn giữa một ứng cử viên tận tâm bảo vệ lý tưởng hàng thế kỷ của nước Mỹ và một kẻ gây hỗn loạn, sẵn sàng loại những giá trị này vì lợi ích cá nhân của mình. Chiến thuật này đã được tổng thống Biden sử dụng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 và gặt hái không ít thành công. Trong khi đó, đối thủ tiềm tàng của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump, cùng ngày đã đến bang Iowa, khu vực bầu cử sơ bộ đầu tiên trong mùa bầu cử năm 2024 để tổ chức hai sự kiện. Trên trang mạng xã hội, ông Trump cũng không ngần ngại chỉ trích Tổng thống Biden với những lời lẽ như rốt nát là mối đe dọa thực sự với nền dân chủ. Thậm chí, ông Trump còn công khai ý định trả thù các đối thủ chính trị nếu đắc cử. Cựu thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie, ngày 10 tháng 1 đã từ bỏ cuộc đua giành tâm vé đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024. Sau khi không thu hút được sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử, tập trung chỉ trích về chính sách và tính cách của ứng cử viên hàng đầu Donald Trump. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa ở Iowa vào ngày 15 tháng 1 tới. Phát biểu với những người ủng hộ tại tòa thị chính ở Winham, bang New Hampshire, ông Christie đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình và nhấn mạnh thà thua khi nói lên sự thật còn hơn nói dối để giành chiến thắng. Ông chỉ trích các đối thủ trong Đảng Cộng hòa đã không dám đối đầu trực tiếp với ông Trump, đồng thời chưa bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ ứng cử viên nào của đảng này. Trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos cùng ngày, tỷ lệ ủng hộ trong Đảng Cộng hòa dành cho ông Christie chỉ ở mức 2%, tương đương với cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney, người chưa bao giờ tuyên bố là ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Trước đó, thống đốc bang North Dakota, ông Dodge Burgum, ngày 4 tháng 12 năm 2023, cũng đã từ bỏ nỗ lực giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, sau khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò liên tục ở mức một chữ số. Trong khi đó, theo kết quả khảo sát do Reuters và Ipsos tiến hành, hai ứng cử viên nhiều khả năng sẽ bước vào vòng tranh cử cuối cùng là Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump đang có số phiếu ủng hộ tương đương nhau. Trong bối cảnh các cuộc họp đề cử ứng viên của từng tiểu bang sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 1, mở màn là cuộc họp kín của Đảng Cộng Hòa ở bang Iowa. 35% số người được hỏi trong cuộc khảo sát của Reuters cho biết sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Joe Biden và số người tỷ lệ tương tự cũng cam kết ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Theo kết quả khảo sát được công bố ngày 10 tháng 1, gần 1/3 số người trả lời không ủng hộ ứng cử viên nào. Ngoài ra, 13% số người tham gia thăm dò nói sẽ không bỏ phiếu, trong khi 9% tuyên bố sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác và 8% chưa biết ủng hộ ai. Cuộc khảo sát ngẫu nhiên và tiến hành trực tuyến với 4.677 người trưởng thành được thực hiện trên toàn nước Mỹ, không tập trung vào các bang bỏ phiếu sớm như Iowa và New Hampshire. Kết quả cho thấy, cả ông Donald Trump lẫn Tổng thống Joe Biden đều là ứng cử viên sáng giá cho đề cử của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Trước đó, theo tờ Wall Street Journal, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã khuyên Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cơ cấu lại chiến dịch tranh cử của mình vì lo ngại sự trỗi dậy của Donald Trump, một đối thủ tiềm tàng thuộc Đảng Cộng Hòa trong cuộc đua cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Biden. Ông Obama đã kêu gọi các cố vấn của ông Biden tăng cường nỗ lực tái tranh cử năm 2024 trong bối cảnh sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm không cao. Ông Obama tin rằng cơ hội của Tổng thống Biden sẽ được cải thiện bằng cách trao quyền cho những người trong chiến dịch tranh cử để hành động mà không cần phải xin phép Nhà Trắng. Tờ Washington Post cũng trích dẫn các nguồn quen thuộc về vấn đề này đưa tin, ông Obama và ông Biden đã thảo luận về chiến dịch tranh cử tại bữa trưa riêng tại Nhà Trắng trong những tháng gần đây. Cựu Tổng thống Obama được cho là đã trở nên phấn khích khi nói về cuộc bầu cử năm 2024 và triển vọng chiến thắng của ông Trump. Ông Obama nhớ lại sự thành công của chiến dịch tranh cử năm 2012 khi các trợ lý hàng đầu phụ trách các hoạt động tái tranh cử xuất hiện trên khắp cả nước, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Biden khi để các cố vấn của mình ở Nhà Trắng. Theo các nguồn tin giấu tên, ông Obama không đề cập đến bất kỳ điều gì cụ thể trong cơ cấu chiến dịch tranh cử, nhưng gợi ý rằng cần phải hành động quyết liệt. Vì các cuộc thăm dò cho thấy cựu Tổng thống Trump đã tạo dựng được vị thế dẫn đầu vững chắc trong số các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này. Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Obama đã tích cực hỗ trợ ứng cử viên Biden bằng cách tạo các video ủng hộ ông và tổ chức các sự kiện trên khắp nước Mỹ thưa quý vị nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên vtc news ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại